Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình với nhỏ nướng món những cái món nướng mà gọi là theo cái cách hồi xưa. Xưa là xưa luôn. Nhỏ đó. Chào mọi người các bạn. Anh chàng đẹp trai. Để nhỏ đi lấy củi. Nhỏ đang chẻ củi để tôi có thể đốt lửa lên rồi mình sẽ nướng những món nướng thật là chất lượng. Ô ông này, thôi để anh chẻ cho. Đúng rồi, em xếp vô rồi lát mình đốt lửa lên, đốt lửa chạy vậy em. Tối nay đi làm mồi câu cá tre hướng dẫn mọi người nhỏ ha. Đây có mấy món nướng tôi muốn giới thiệu mọi người ngon lắm. Rồi lên lửa. Em xếp em xếp đá vô đi. Món này hơi bị ngon đấy các bạn. Rồi á, giờ mình sẽ để chút xíu cho cục đá nó nóng thiệt là nóng. Rồi mình sẽ nướng. Đây là những thứ mình sẽ làm cái món ăn. Thịt ba rọi, trứng, khoai tây, hành tây, hành lá, ngò. Một món này ngon nhỏ ha. Trong khi chờ đợi cục đá nóng thì đầu tiên á thì lát nữa mình sẽ y ông này, sau đó mình sẽ nướng thịt đó, còn khoai tây trứng thì lát nữa mình sẽ làm cho các bạn cái món này tuyệt vời luôn. Món này nướng ngon lắm luôn các bạn. Rồi cục đá nóng rồi nhỏ ơi, em chỉnh cho đều rồi chưa? Nóng quá à dạ. Nóng rồi. Rồi em lấy thịt qua đi để lên nướng kiểu này mới ngon. Đó. Rồi. Đó. Còn lấy cái lát ở cái này thì tôi làm sau. Giờ mình làm miếng rọ nướng trên đá này nè. Theo kiểu hồi xưa á. Này mới ngon nhỏ ha, ngồi dưới góc xi mát ha. Trời nắng rồi ngồi góc này mát rượi luôn, ngon nhỏ ha. Em để củi vô đi, các bạn thấy thịt bắt đầu nó sôi, nó chạy mỡ ra. Thịt này các bạn dùng thịt ba rọi nha, mới ngon. Đã nhỏ ha. Ngon à. Cái này á, mình giả ngoại là nướng này là đúng mức luôn hiểu ha. Khỏi vỉ gì hết, cứ bỏ lên hai bỏ lên đá nóng nè, các bạn dùng đá xanh nè. Nóng lên nướng là đúng hết bài luôn. Tuyệt vời. Làm theo kiểu người xưa. Ừ, làm theo kiểu hồi xưa luôn. Mình trải nghiệm nó mới thích đúng không? Con sâu nãy giờ nó bò trên cổ mà trên cổ anh mà anh không để ý à. Sâu gì không biết. Nhìn nó ghê. Ghê nhỏ ha. Rồi bỏ nướng lát cây em ăn. Đó, ba rọi nóng lên rồi đó. Mỡ da quá trời rồi. Nhìn ngon nhỏ ha. Này làm mấy lon bia rồi hết bài luôn ha. Cảnh đều các bạn. Ngồi hôm nay mát mẻ, người nướng thịt từ sướng ha. Trong khi chờ đợi hai miếng thịt này nó chín thì nhỏ nó
móc khoai tây. Thì khoai tây các bạn cắt cái một miếng ở trên đầu đi, xong các bạn khoét cái lỗ. Đó, khoét cái lỗ ở dưới, đừng có mỏng quá, mỏng sẽ cháy. Rồi các bạn sẽ đập trứng với hành vô để lát mình nướng. Ngon nhở ha? Ngon hết luôn á. Bạn khoét cái tôi có mang con dao nhỏ, mang dao bự quá nhỉ. Đó là như vậy để lát mình khoét lỗ, mình đập trứng vô, đập trứng gà vô. Nướng ngon. Thịt đã không? Các bạn thấy giờ chạy mỡ nha. Xô chạy mỡ. Ăn như này mới đúng chất rồi nhỏ ha. Nhỏ nó khoét xong rồi nè các bạn. Giờ đập trứng vô. Đó, rồi, đậy cái nắp lại. Đó, rồi, để đây. Rồi xong rồi mình sẽ cho vô nướng. Các bạn cắm một cái cây nhỏ nhỏ lên trên cái giống như làm cái nắp á, để mình dở cho dễ để khỏi bị nóng tay. Rồi, các bạn bỏ vô trong. Ui, thịt đã ngon như mỏ nhỏ ơi. Nóng tay đây anh chị nha. Mình đã để khoai tây vô, khoai tây trứng bị ngon nhở ha. Món này hết bài luôn á, không ai làm phiền hết. Ngồi đây hai anh em ngồi nướng đã chưa, món này nhậu hết bài luôn, ngon nhở ha. Lát nữa còn món này còn ngon đặc biệt hơn nữa nè. Đầu tôi giờ sẽ sắt hành tây, thịt cũng sắp được rồi. Đó. Còn phần bên đá da nó da mỡ cái rồi mình sẽ nướng hành tây. Xong rồi mình đập trứng vô. Ngon. Trứng. Ngon nhỏ ha. Thịt ngon ha. Hết gì hết, làm kiểu hồi xưa luôn. Có con dao rồi tôi không làm được con dao đá thôi. Rồi em xách đây đi. Ngon vậy này. Đó, mình bỏ hành tây vô. Ngon. Lát đập trứng lên luôn, vừa cản trứng không có chạy xuống dưới nữa mà lại ngon nữa. Các bạn thấy miếng thịt không, chín đều với da vàng thì ngồi dưới cây si đủ thứ cái con á. Này là con gì anh quên ta, bộ ngựa. Con này có vỏ đó bạn, em coi vỏ bộ ngựa chưa. Hay nhỉ, cái tay nó đi săn á, ở cái hai tay nó quào một phá một là đứt đầu mấy cái con kia luôn á, mấy con bự ra, mấy con này còn nhỏ xíu à, mấy con bự nó quào phát và đứt cổ luôn á, đi săn á. Thôi đừng cho vô nó cháy giờ, cho ra ngoài đi. Này đi dã ngoại hay đi cắm trại các bạn làm mấy cái món này để ăn đi hết tẩy luôn, tự làm.
Rồi em đập trứng vô đi nhỏ. Ngon rồi nhỏ à. Tuyệt vời. Thấy đồ đũa tre, đồ đũa tôi mới làm. Gắp mấy cái kiến để cho nó lòng đỏ cho ngon. Không có đâu, phải dứt lên. Ừ, lấy cái miếng mấy hành để nó lòng đỏ cho ngon. Khéo miếng lòng đỏ cho nó dạt dạt lên. Rồi được rồi, được rồi, để khỏi nó chạy xuống. Được rồi, đừng rụng nữa. Từ từ nó vừa đủ. Rác lại chính nè. Ngon hả nhỏ à? Em để yên mà từ lát ra chín nè. Coi nhìn mặt cái nè, nhìn ngon cái nè. Hôm nay anh chiêu đãi em món của người xưa luôn. Đẹp quá. Vui nhỉ ha. Rồi em ngắt hành lá vô đi. Đầm này tôi hay đi đặt chấm lươn nữa các bạn. Lươn đây nhiều. Nhỏ ơi, lát qua kia hái dừa nhỏ ơi. Hái dừa uống ha. Hả? Gì năm ta chăm chỉ không? Nhỏ chạy ra kia nó chặt lá chuối rồi các bạn. Trời ơi. Chặt lá chuối làm bàn. Làm cái bạc để mình ăn. Nhảy lên nhỏ ơi. Em lấy trứng chín rồi á. Lấy ra đi. Từ từ. Rồi em kéo đó, kéo trứng. Kéo xuống ra rồi để cho nó nguội đi. Đáp mình mang ra để vào đây. Khoai tây em chín rồi nè, khoai tây với trứng chín nè. Thịt để chút xíu nữa mới chín. Lấy khoai tây đi, chừng nóng. Mấy đây, mấy đây, để đây. Rồi. Lấy dao tách ra. Có nắp mà. Ôi trời, mềm rồi. Không được, đừng để nghiêng. Ừ, để thẳng xuống rồi kê dao ngang qua. Ừ đúng rồi. Nóng quá. Nó dính vô các bạn. Mình phải lấy dao tách nha cho nó nhìn cho nó ngon. Ừ, cái ông này. Mới trong bếp ra nóng mà. Không quá chừng. Nhét con dao vào chứ. Ừ. Được không? Khó. Nóng quá hả? Đây làm nhá. Tắt đi. Nóng quá. Bạn thấy ngon không? Tuyệt vời. Nè. Nóng. Nóng quá. Nhìn ngon nữa ha. Rồi để đây, mình ra mình lo mấy cái kia. Rồi, em mang cái trứng này ra đi. Ngon hả? Xích đây nè, để bên đây nè. Chân đổ. Tuyệt vời. À, nè. Rồi, còn món nữa. Để anh ra coi thịt ra chín chưa. Này chút xíu rồi nhỏ ơi. Rồi thịt chín rồi nhỏ ơi. Mang ra đi. Anh em mình bày tiệc thôi. Nóng nóng.
Dạ. Ui, lấy cái cây kia xiên vô. Ừ. Xiên một cái thôi, ừ. Đó vô luôn, xiên cái đó vô luôn. Rồi, để vô. Wow, tuyệt vời. Đó nha. Một hồi xíu lấy dao cắt. Ngon quá. Nóng. Thịt nướng ngon nha. Đẻ nhở ha. Còn sôi nữa các bạn. Thịt nó còn sôi nè. Rồi giờ mình thái vậy. Mời tất cả bà con ăn nha. Nãy mình được giờ được ăn trưa đó. Nhỏ. Ăn thử coi. Nóng. Tổ hoài à. Để luôn. Dạ. Ngon ngon. Tuyệt vời. Rồi anh thử miếng nè. Mẹ em thấy không? Anh nướng nè. Chín đều này cũng ngon. Món được rồi. Thử trứng à. Sao? Cảm nhận sao? Ngon. Sao hôm nay anh đãi được không? Được à? Nói mà hôm nay anh đãi món ngon. Ăn này đỡ ngán nè. Hôm nay mình ăn bóc đi. Được không? Hãy làm món này sao? Món này á, bạn đi cắm trại dã ngoại rồi, nói chung đi chơi á, làm món này ăn. Mình tự làm cái này mới ngon các bạn ạ. Nhìn mặt. Anh trai đẹp trai. Nãy giờ hai anh em làm, bây giờ được ăn rồi. Ngon. Được rồi. Ngon. Mọi người thấy hay nhớ like và chia sẻ clip này nha. Đăng ký kênh của mình có động lực mình làm clip tiếp cho anh em xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Nhỏ chào mọi người, trời mẹ nó lo ăn. Chào các bạn. Ngon hay nhỏ à?